Dị thương, nói chuyện lưu loát, người còn chân dài nách, mặc vi lai ở nhà Paris. Dị thương, quá được, chiều hot girl này quá. Chiều. Đẹp. Đẹp, đẹp, ừ, đẹp. Đẹp. Cái thằng mà nói tôi đẹp đó là tôi rất chịu. Chịu. Hot girl đi nè, không nhìn đẹp, còn duyên dáng, dị thương. Khánh Thành và xin chào Ngô Kiến Huy. Xin gửi đến toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay cũng như quý vị khán giả đang theo dõi qua truyền hình Thách Thức Danh Hài mùa thứ hai một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Cô có làm MC không? Không, cô mua bán. Bán rồi sao cô xin chào nó ngọt xớt vậy? Nói thiệt với Khánh Thành, Việt Hương là cho tôi giao lưu xí cho tôi rất rung. Dạ. Là vì thân gái dặn trường mà đi hôm qua giờ đi ngoài Đà Nẵng vô đây á, thì nói thiệt là cũng bầm dập lắm, cũng tả tơi lắm, mà tới đây rồi thi cử không biết răng, nhưng mà xin hồi quý vị nhớ ráng cười giùm tôi xí nghe, cho quý vị không cười là tôi khóc hết tiền xe rồi, hết tiền về xe duyên dáng. Việc cô làm liền, con coi con cảm tình với cô quá rồi. Thiệt với Trấn Thành là tôi kêu gọi Trấn Thành với Việt Hương cười giùm là vì răng. Nếu mà không cười giùm tôi không có tiền về xe, không khéo là tôi trở thành trẻ em đường phố cơ nhỡ. Đó. Mấy cái này hả, nó kêu để vô luôn thi con sẽ cười ngay á. Duyên dáng lắm cô. Rồi. Cô thi tiền đi. Thi nghe. Con hy vọng là cô dành 100 triệu về nha. 60 giây, bắt đầu. Kính thưa quý vị, tên tôi là Nguyễn Thị Chi. Tôi năm nay 16 tuổi, à không, 61 tuổi. Tôi sở hữu một nhan sắc nhỏ nhắn, xinh xắn. Một vẻ đẹp mà người ta hay gọi là đẹp lạ. Kính thưa quý vị, tên thường gọi của tôi là Cúc. Anh hàng xóm hot boy thân thương, một vợ, hai con, ba cho nội đã đặt cho tôi một cái nickname thiệt là kêu, đó là Lucky Girl. Và nghe tiếng trúc trắc ngốc ngách và hắn rỗn ráng như là Việt Kiều Trung Đông đó. Và nhưng mà đơn giản thôi Trang Thành, Lucky Girl, dạ là Lê Thị Cúc, dạ là em bé Cúc U61. Chúc mừng cô, danh hài chiến thành đã đỡ được cười và cô có 2 triệu đồng. Chịu, dễ thương. Ngôn từ của cô rất là nhiều, con nghĩ cô buôn bán chắc là đắt lắm. Cô bán là cô bán trong shop hay là cô hàng chợ quẹo lửa, hàng chợ quẹo lửa mấy anh chị ơi? À, cô là quẹo lửa mãi vô. Hàng chi đó, ta nói cái miệng là chắc lặng rồi nè. Cô dân Đà Nẵng luôn hả? Cô dân Đà Nẵng. Dạ. Cô sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng. Dễ thương quá à. Nói chuyện lanh lợi mà. Cô thích nói là cô đẹp. Đẹp dịu dàng mà không chớ lối. Cô ơi, bây giờ là theo ước nguyện của cô á, là cô thắng vòng này rồi, cô đang có 2 triệu tiền xe rồi đó. Bây giờ cô muốn mình lấy 2 triệu, mình ngưng, hay là cô muốn chơi tiếp mình lấy 10 triệu? Hắn dụ cô. Tôi có nói với con tôi rồi. Dạ. Nếu mà mẹ không bờ được nhiều ít kia á, mà hết tiền mình sẽ là mẹ đi bụi luôn. Trời ơi, sao chơi bất chấp dữ đó. Chờ tới đi cô ạ. À, cô có chuẩn bị chưa ạ? Cô có chuẩn bị. Đánh máy kịch bản đàng hoàng. Trời ơi. Dữ. Chào luôn. Cô ơi, vậy quyết định của cô là... Chơi tiếp. Yeah. 60 giây, bắt đầu. Nói về họ ghê ý. Hot girl mà chưa mà lại thiệt là Trấn Thành túi nè. Mà lên mạng á hả, mở Facebook ra là thấy là hot girl. Mô mà nhá nhạc như nẩm mà mặt sau mưa rồi đó. Có hot girl được phong, nhưng mà cũng có hot girl tự phong. Cha tao nói hot mô girl mô mần ra nhiều nữa. Nữa thì tôi hỏi Trấn Thành này, Hương này, Ngô Kiến Huy này, Mãi Anh Chi này, hot girl, nữa thì hot girl là chi? À túi thì tôi nói thì Trấn Thành nghe được không nhỉ? Hot girl theo ý túi á, được tiếng nghe chứng nghĩ dài tiền nách mặt á vi lai nước hoa channel number 5 nhà ở villa và tiền sai Bali. Trời ơi, chúc mừng cô, nhân hàng chúng ta đã cười và cô có 10 triệu. Bây giờ ra đi Huế ra phi. Cô là người Việt gốc Huế hả? Tôi cha rồi đó, đang nội Đà Nẵng. Vì cô sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng, nơi tôi cất tiếng khóc vào đời. Trời. Nhưng mà là gốc Huế, là bố mẹ có người Huế đó. Bố mẹ có người Huế. Cô, sau chương trình này, người ta phải gọi cô là hot girl.
làm gì thương? Mọi chuyện lưu loạn. Người còn chẳng dạy anh Nách mặc vi lai ở nhà Paris. Gì thương? Quá được. Chiều hot girl này quá. Chiều đẹp. Đẹp, đẹp, ừ, đẹp. Đẹp. Cái thằng mà, cái thằng mà nói tôi đẹp đó là tôi rất chịu. Chịu. Ngọt gớ đấy nè. Không, không có nhìn đẹp, còn duyên dạng, dễ thương. À, cô hot girl, cô đã có 10 triệu chắc chắn trong tay rồi. À, 10 triệu này là nó hơn dự trù ban đầu 2 triệu nhiều lắm. Nhưng mà dòng sau nó còn gấp đôi số tiền này là 20 triệu nếu mà cô chơi tiếp. Nhưng cô lưu ý, nếu mà cô không làm cho hai danh hài của chúng con cười được, cô sẽ mất trắng 10 triệu đồng. Và cô có suy nghĩ thật kỹ là mình chơi tiếp hay là mình lấy 10 triệu. Xin cho cô hỏi kiếm người thân chứ được không? Dạ được. Dạ rồi, mời cô. Chị ơi, mình làm tiếp hả anh chị? Em thích làm tiếp một lần nữa chị. Cô Nguyễn Thị Chi sẽ tiếp tục hay dừng lại? Mời quý vị theo dõi sau ít phút nữa. Và cô có suy nghĩ thật kỹ là mình chơi tiếp hay là mình lấy 10 triệu? Cô thôi, chơi tiếp. Cô mà không chơi. À hừ. Chơi tiếp. Xin quý vị khán giả này, các thằng Việt Hương và Ngô Quốc Huy cho cô một tràng pháo tay đi. Chuẩn bị nha, 60 giây, bắt đầu. À, kính thưa các bác, ở trên đời này á, có những cái thứ người ta không trông mong chờ đợi mà nó vẫn cứ xuất hiện. Trên trời là có không tặc, dưới biển là có hải tặc, bờ sông là có cát tặc, trên rừng là có lâm tặc, mỏ vàng là có vàng tặc, và đổ xăng là gặp xăng tặc. Và gần đây nhất trong thành biết gì không? Gần đây nhất, nóng hổi nhất là có sầu riêng tặc và đánh dây tặc. Đánh giày tặc làm gì? Tiếp cô. Đánh giày tặc là vì một số du khách người ta phàn nàn, người ta đang đi như thế này, cái tự nhiên tới, giày anh là hư, giày anh là dơ, là quất một tiếng đến hồn. Rồi còn sầu riêng tặc là gì? Sầu riêng tặc là vì vừa rồi là cái khi thu mua sầu riêng tới là có một số nạn bảo kê và hành hung để ép giá nhà vườn. Tiếp luôn là cái gì? Lấy cho ba cái từ vô làm luôn. Cả luôn. Chết cha hết giờ rồi. Chúc mừng cô đã có 20 triệu đồng. Một giây cuối cùng và cô đã lừa được danh hài Nhuận Thành. Chúng ta còn một giây nữa. Vô tình nè cô. Cô là cái người cô quá duyên dáng. Tự nhiên cái trong cái khó nó ló cái khôn. Tự nhiên cái phút cuối con tưởng xong rồi. Con buộc miệng. Không mà con thiệt, tại vì cái đó là mình tâm lý mình thật, mình đâu có làm gì đâu. Cô buộc miệng, cô nói. Cô xả rồi. Xả, cô bung nẹp. Quá rồi. Nãy giờ cô đang giọng, tới giờ cô chết chào hết giờ rồi bung nẹp. Và tự nhiên cô thấy cô thật, dễ thương, cười. Hợp lý không mấy bạn? Trời ơi, lo quá. Duyên. Nói thiệt với quý vị khán giả và Rắn Thành và Viết Hương là tôi nhận được sự ủng hộ của quý vị như thế này, tôi rất là cảm động. Tôi cách sinh ngoài Đà Nẵng là tôi đậu, rồi tôi vô, thì tôi mới có cơ hội gặp Trấn Thành và Việt Hương. Riêng Trấn Thành, tôi rất là ngưỡng mộ. Cho nên là cơ hội này là một cái dịp để mà tôi có thể là tiếp cận anh với một cự ly gần như thế này. Nói riêng của Trấn Thành là tôi còn một kịch bản nữa, dữ dội lắm. Nhưng mà... Cô ơi, 20 triệu rồi. Mà tôi sợ Trấn Thành, tôi sợ là coi như là tay trắng đi về là dễ đi bụi lắm. Trời ơi. Em bị già nó bon chen. Dễ thương. Đổ tài tử lên mà mình cũng bay đặt mà lên nữa. Dễ thương, mà ôm cái. Ôm cái. Không ai dám nói cô bon chen được. Duyên dáng như vậy, ngày hôm nay cô xin lỗi, cô tên gì? Cô là Nguyễn Thị Chi, tên thường gọi là Cúc, nickname là Lúc Thị Kê, và tên thường gọi là Cúc Cô Đường. Duyên dáng. Con gửi cô ạ. Và xin chúc mừng cô đã có 20 triệu đồng. Dạ, đẹp. Đẹp.